Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là câu chuyện phép lạ cha Francisco Trương Bửu Diệp. Con là Teresa Hồng Phúc, con xin được kể và chứng ơn lành cha Diệp dành cho con. Con ở Sydney, cách đây một năm con bị đau lưng, rất đau. Con không biết vì sao và con cũng không đi khám. Ngày nào con cũng uống Panadol để giảm đau. Con cảm giác như có vết trầy xước trong xương ở lưng vậy. Và con cứ đau như vậy cả tháng trời. Lúc đó, con đã nhớ và khẩn cầu với cha. Con luôn than thở và xin cha giúp chữa lành cho con. Con đọc kinh cha và đọc lời nguyện cha mỗi ngày để xin cha giúp đỡ và cầu bầu với Chúa và Đức Mẹ chữa lành cho con không bị đau lưng nữa. Và Chúa Mẹ đã nhậm lời cầu xin của con qua lời cầu bầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Khi con đang ở nhà của anh chị con, lúc đó con vẫn bị đau lưng. Có một hôm, mấy chị em con đang ngồi nói chuyện. Hai chị con thì ngồi dưới nền nhà. Con ngồi trên ghế, ghế không cao lắm và dựa vào tường. Trên tường, nhà chị con có treo ảnh Đức Mẹ. Con ngồi ngay phía dưới ảnh Đức Mẹ. Đang nói chuyện, con vừa xê đầu ra và không dựa tường nữa. Bỗng dưng, bức ảnh Đức Mẹ bị đứt gãy và rơi xuống lưng con và rơi đúng vào chỗ lưng con đang bị đau. Lúc đó con đau lắm, nhưng không hiểu sao con không la, không đứng dậy mà vẫn cứ ngồi yên tại chỗ. Và bức ảnh Đức Mẹ vẫn ở trên lưng con. Một lúc sau, chị con mới đứng dậy đỡ bức ảnh xuống và để lên kệ cao. Con vẫn ngồi đó lúc sau mới đứng dậy. Tối đó, con ngủ thì thấy lưng đỡ đau hơn mà con lại chưa uống thuốc giảm đau. Rồi sang ngày hôm sau nữa thì lưng con hết đau hẳn. Con nhận ra và biết là Chúa và Mẹ đã chữa lưng cho con. Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Mẹ, con cảm tạ cha Diệp. Rồi vài tháng sau con đi thử và chụp xương. Người ta nói con bị loãng xương và có xương bị gãy. Họ hỏi con có đau gì trong xương không? Thì con nói không. Người ta cũng ngạc nhiên vì sao con lại không bị đau. Lúc này con mới biết vì sao lưng con lại bị đau đến như vậy. Nhưng chính cha Diệp đã giúp đỡ con. Cha đã cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Chúa và Mẹ đã nghe lời nguyện xin của cha và ban ơn chữa lành lưng cho con. Con chân thành cầu mong cha sớm được Chúa cho hiện thánh cùng các thánh trên thiên quốc. Ơn thứ hai con nhận được. Cách đây một tuần, con đi thử máu. Khi về nhà thì con thấy người khó chịu và mệt lắm. Con đã khấn xin cha giúp con vượt qua và cha đã cầu bầu với Chúa. Chúa đã nhậm lời và ban cho con được bình an. Ngày hôm sau, con vẫn còn hơi mệt. Nhưng hôm đó chồng con có công việc phải đi nên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Con gái con chỉ mới 4 tuổi. Ở nhà một mình, con đã rất lo sợ. Nếu có gì thì con không biết phải làm sao nữa. Và con lại tiếp tục khấn xin cha cầu cùng Chúa cho con. Chúa đã ban ơn lành cho con, cả hai mẹ con được bình an. Con luôn tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Con cảm tạ ơn cha Diệp và con vẫn luôn cầu nguyện và tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, tạ ơn cha mỗi ngày. Con chân thành mong cha sớm được Chúa cho vào hàng ngũ các thánh trên thiên quốc.